Cái học tạo mệnh. Vạn Phật thành ngày 7 tháng 10 năm 1982. Lão Tử nói rằng, quân tử hữu tạo mệnh chi học, mệnh do ngã lập, phước tự kỳ cầu, họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Nghĩa là, quân tử có cái học tạo mệnh, mệnh do mình lập, phước do mình cầu, phước với họa chẳng có cửa, chỉ do mình tự chiêu cảm lấy. Quân tử hữu tạo mệnh chi học. Trời, đất, người gọi là tam tài. Người là đại biểu của trời đất. Trời không thể nói được mà đất cũng không thể nói được. Chỉ có người mới có ngôn từ, có động tác. Sinh mạng con người không phải là nhất định, nhưng cũng có thể nói là nhất định. Tại sao nhất định? Cũng như là mình chia đồ vật vậy, anh một phần, tôi một phần, đó gọi là nhất định. Thế nào là không nhất định? Giống như đồ vật của anh thì anh dùng hết rất mau, mà đồ vật của tôi thì tôi không dùng cho nên vẫn còn nguyên. Đó gọi là không nhất định. Cho nên nói, quân tử có cái học tạo mệnh. Khi sinh ra chẳng ai kêu mình làm chuyện ác cả, song mình cứ làm ác, đó là mình tự cải biến vận mạng của chính mình. Sinh ra chẳng có ai kêu mình làm chuyện thiện cả, nhưng mình cứ làm chuyện thiện, thì đó là mình siêu thoát ra khỏi vận mệnh. Thí dụ như khách bộ hành, muốn đi hướng đông thì nhắm hướng đông mà đi, muốn đi hướng tây thì nhắm hướng tây mà đi. Mệnh vận của người quân tử thì rất linh hoạt, chứ không phải là cứng ngắc. Tất cả mọi chuyện đều do nơi mình tạo mà nên, bởi thế quân tử có cái học tạo mệnh. Mệnh do ngã lập, mình có thể cải biến vận mệnh của chính mình. Nếu như khi có bệnh mà biết giữ gìn thì không đi đến tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Đó là tự mình có năng lực kiểm soát chính mình, không phải ỷ lại người khác. Đáng lẽ phải sống chết luân chuyển trong lục đạo, nhưng nếu biết tu đạo thì có thể siêu thoát ra khỏi vận mệnh, cắt đứt vòng sinh tử, đó cũng gọi là tạo mệnh. Phước tự kỳ cầu, phước từ nơi mình mà cầu. Nếu mình biết tu phước thì có phước, biết tu huệ thì có huệ, phước huệ cùng tu thì càng tốt hơn nữa. Tu phước thì phải hướng về bên trong mà cầu. Cầu nơi chính mình, coi thử mình có đức hạnh hay không. Có đạo đức là có phước, không đức hạnh thì là kẻ vô phước. Quân tử cầu nơi chính mình, tiểu nhân thì cầu cạnh nơi người khác. Tiểu nhân lúc nào cũng hướng ra bên ngoài mà cầu. Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Họa phước không có cửa ra vào, chỉ do mình tự chuốc lấy. Có nghĩa là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh từ mơ miệng mà vào, họa do miệng mà ra. Con người gặp phải đủ thứ tai họa, hoạn nạn là do ăn nói bậy bạ mà ra. Kẻ ham ăn vị ngon, cá thịt, gà vịt, đồ biển vân vân, tuy rằng nhất thời sướng cái miệng, song sẽ mang nhiều bệnh tật. Khi ăn thì thấy ngon thật, nhưng dần già thì chất độc ngấm vào sanh bệnh thì sẽ hết thuốc chữa. Hiện tại thịt động vật có một chất độc mà không có thuốc nào chữa được, cho nên khi ta ăn thịt thú vật thì thứ độc ấy truyền vô người mình. Thực vật là loại không có sinh mạng nên dù có độc cũng rất ít. Chất độc trong thịt là 100%, còn độc trong đồ chay chỉ có 1%, cho nên có thể nói rằng ăn thịt với ăn chay khác nhau một trời một vực. Các vị học Phật Pháp đừng nên tham ăn đồ ngon, đừng tham ngon miệng. Sau một thời gian ăn chay, chất độc trong người có thể bài tiết ra hết mà không mắc phải những bệnh quái gở. Hy vọng các vị chú ý nghiên cứu lời tôi nói. Thời đại bây giờ vô cùng tệ hại, nên mọi người phải mạnh dạn khuyến khích nhau đừng sát sinh, mà phải bảo vệ sinh mạng thì mới tránh được họa nhân loại diệt vong. Mong các vị hãy thận trọng và hãy tự chế. Ha ha ha,